Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi trong những clip trước. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một công thức có thể nói là cứu cánh cho tất cả chúng ta khi sống ở trong cái khí hậu chuyển mùa giữa khí hậu thời tiết nóng sang chuyển sang thời tiết lạnh. Và những ngày chuyển mùa như thế này thì ngay cả khi bạn sống ở miền Bắc hoặc là bạn sống ở miền Nam đi chăng nữa thì cái tỷ lệ người mà bị những cái bệnh liên quan đến cảm lạnh này, cảm cúm này, sổ mũi này hoặc là mất giọng tăng lên rất là nhiều. Và có thể chúng ta lại chưa ở cái tình trạng nặng quá đến cái mức độ mà mình phải vào gặp bác sĩ và uống một danh mục các loại thuốc Tây. Vậy thì trong những lúc như vậy, thực phẩm sẽ đóng một cái vai trò quan trọng. Rất nhiều người đã inbox và hỏi Anna rằng mình có thể uống cái loại nước ép nào hoặc là ăn cái loại rau củ nào thì sẽ tốt cho cơ thể trong những cái thời gian mà bị cảm cúm hoặc là bị cảm lạnh. Hoặc một số người muốn có một cái công thức đồ uống mà cho các bé hoặc cho người già chẳng hạn, bởi vì là các bé em bé thì không thể nào là cứ lúc nào cũng uống kháng sinh vào cơ thể được. Còn người lớn tuổi á thì cứ uống mà được khỏi được cái bệnh này thì có thể là sẽ lại bị một cái bệnh khác. Cho nên thực phẩm bây giờ sẽ là một trong những cái xu hướng mà nếu chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta có thể hỗ trợ cho cơ thể để tự cơ thể nâng cao cái hệ thống miễn dịch và sẽ tự đấu tranh lại với những cái loại vi khuẩn, virus gây những cái bệnh cảm cúm hay là bệnh cảm lạnh. Vậy cái công thức của chúng ta hôm nay, nguyên liệu chúng ta thì gồm có 4 thứ. Đầu tiên là mạ lúa mì này, sau đó là đến gừng, tiếp theo là chúng ta sẽ có nghệ và cuối cùng là một vài giọt chanh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng các cái nguyên liệu này để mình có thể làm nên được cái loại nước ép giúp cho chúng ta giải tỏa bớt được những cái triệu chứng liên quan đến cảm lạnh này, cảm cúm này, mất giọng nhé. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Trong rất nhiều những cái clip trước á, thì Anna đã giới thiệu kỹ về mạ lúa mì và đây là mạ lúa mì đã được cắt ra. Các bạn cũng có thể thấy đây là những cái khay mạ lúa mì mà mình có hoàn toàn có thể trồng ở gia đình được. Nó không hề mất quá nhiều thời gian. Mạ lúa mì có rất là nhiều những cái loại vitamin, enzyme và muối khoáng. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng mạ lúa mì như là gần như là một cái thực phẩm có thể bổ sung chất dinh dưỡng toàn diện vậy. Và từng này rau mạ lúa mì thì nó tương đương với khoảng 1,5 cho đến 2 kg rau xanh nếu mà mình tính về cái độ đậm đặc của hàm lượng dinh dưỡng các bạn ạ. Anna đã có một cái clip mà hướng dẫn cho các bạn trồng mạ lúa mì rồi đấy, cho nên là các bạn có thể xem lại nhé. Những giọt nước ép mạ lúa mì đầu tiên đã ra. Rồi chúng ta sẽ để lại một chút mạ lúa mì. Bây giờ chúng ta sẽ đến bạn sẽ cần một cái củ nghệ tầm bằng khoảng một cái ngón tay như thế này. Mình sẽ cần một cái miếng gừng. Nếu mà mình so với ngón tay cái ấy, thì nó khoảng bằng một ngón tay cái của chúng ta. Tại sao lúc nãy Anna lại không nhắc đến cái việc là phụ nữ đang mang thai á thì có thể uống cái loại nước ép này hay không? Thực ra thì khi mà phụ nữ mang thai á thì khuyến nghị là không nên dùng những cái đồ mà nóng, ví dụ như là gừng. Cho nên rằng là để mà an toàn thì phụ nữ mang thai cần phải hỏi ý kiến bác sĩ. Còn ở đây là mình dùng những loại rau củ quả là cho những cái người mà ở trong một cái trạng thái gọi là thể trạng sức khỏe bình thường, chỉ là bị cảm nhẹ thôi ạ.
bị cảm nhẹ thì mình sẽ có thể dùng được phương pháp này. Ok, vậy là chúng ta đã xong. Với một cái lượng như thế này thì cho một shot chúng ta chỉ cần từ 30ml đến 60ml thôi ạ. Đây, chúng ta chỉ cần uống một lượng như thế này thôi. Không quá nhiều đâu đúng không ạ? Rồi, sau đó còn một chút chanh. Khi mà vắt chanh á, thì mình nhớ á, mình nên mua cái loại chanh có hạt chứ không phải là mình mua cái loại chanh không hạt đâu nhé. Và mình vắt thì mình cũng chỉ lấy khoảng vài giọt chanh thôi ạ. Ok, lắc nhẹ lên. Công thức này có đầy đủ vitamin, enzyme, muối khoáng và những cái chất giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại được bệnh tật, tức là làm tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta lên. Đồng thời nó sẽ có được cái độ nóng của gừng. Ở trong nghệ thì có rất là nhiều curcumin và curcumin sẽ hỗ trợ làm lành những cái tổn thương mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và một vài giọt chanh nữa để cân bằng lại, tạo cho chúng ta một cái món đồ uống có cái vị ngọt nhẹ của mạ lúa mì. Và đảm bảo rằng là khi bạn uống được một shot như thế này thì bạn sẽ có đầy đủ những cái năng lượng ở đâu đó bỗng nhiên được giải phóng và giúp bạn phòng chống lại được, chữa trị được hữu hiệu cho những cái triệu chứng gây ra bởi cảm lạnh này, cảm cúm này và mất giọng nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau nếm xem là cái mùi vị của cái món đồ uống này sẽ như thế nào ạ. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đây sẽ là một cú hích cho toàn bộ hệ miễn dịch của bạn vào buổi sáng. Chúc bạn sẽ hoàn thành công thức này và có thể sử dụng nó mỗi lần mà bạn cảm thấy rằng là cơ thể mệt mỏi do các cái tụi vi khuẩn, virus gây bệnh cảm lạnh và cảm cúm gây ra nhé. Nếu bạn thích thông tin này, bạn hãy cho kênh YouTube của Yobo một like, một share, hãy đăng ký và hãy rung chuông cho chúng tôi để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục sớm ra những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.